kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm ngày hôm nay, khối không khí lạnh từ phía Bắc đã được tăng cường xuống phía Nam, tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ khiến cho khu vực này xảy ra mưa dông mạnh. Đồng thời nên nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng giảm đi đáng kể, không còn tiết trời oi nóng giống như ngày hôm qua nữa. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh còn lại của khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết khu vực sẽ duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa, nhưng thời gian mưa sẽ chỉ tập trung trong ngày hôm nay. Sang đến ngày mai, mưa giảm nhanh và trời khô ráo trở lại, tuy nhiên nhiệt độ vẫn giảm sâu và duy trì ở mức trời rét. Từ ngày thứ năm trở đi, khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần và di chuyển nhanh ra phía đông. Do vậy mà thời tiết trên toàn khu vực sẽ tốt hẳn lên, mưa hầu như không còn xảy ra, chỉ có sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào lúc sáng sớm, còn ban ngày trời hứng nắng. Dọc theo duyên hải miền Trung, trong ngày hôm nay và ngày mai, khối không khí lạnh cũng sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa và gió mạnh, đặc biệt vùng ven biển gió có thể tăng lên mức cấp 4, cấp 5, nền nhiệt cũng bắt đầu giảm dần từ Bắc xuống Nam, trời chuyển rét ở phần phía Bắc. Sau đó sang đến ngày thứ năm giữa tuần, mưa sẽ thu hẹp lại ở diện vài nơi và ban ngày trời hứng nắng, nền nhiệt tăng dần lên khoảng 2-3 độ so với những ngày trước đó. Tại các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay và những ngày tới, thời tiết vẫn duy trì sự ổn định. Sau đây là dự báo chi tiết cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày mai duy trì nhiều mây, có mưa ở vài nơi, nền nhiệt giảm nhẹ, trời tiếp tục rét. Vào ngày 20 và ngày 21 tháng 12, đêm và sáng nhiều mây phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hứng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên và trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày 19 nhiều mây, mưa giảm chỉ còn diện vài nơi, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm từ 1-2 độ trời rét. Vào ngày 20 và ngày 21, mưa hầu như không còn xảy ra, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng lên ở ngưỡng từ 22 cho đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mai trời chuyển nhiều mây có mưa, có nơi còn đạt đến lượng mưa vừa đến mưa to và dông, nên nhiệt độ giảm, trời chuyển rét tại phần phía Bắc. Vào ngày 20 và ngày 21, mây nhiều về đêm và sáng, mưa giảm xuống diện vài nơi, ban ngày trời có nắng nhẹ, nền nhiệt có xu hướng tăng. Nhiệt độ ban trưa có thể lên tới 26 cho đến 28 độ, kèm theo độ ẩm giảm dần. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, vào ngày 19, phía Bắc chuyển nhiều mây hơn, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, nên nhiệt độ cũng giảm nhẹ dần. Phía Nam thời tiết ít biến đổi so với 24 giờ trước. Vào ngày 20 và ngày 21, trời khá khô ráo trên toàn khu vực, ngày xuất hiện nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng dần. Vùng cao Tây Nguyên vào ngày 19, trời chuyển nhiều mây hơn tại phần phía Bắc. Nhiệt độ vào đêm và sáng có xu hướng giảm nhẹ xuống ở mức từ 16 cho đến 18 độ. Vào ngày 20 và ngày 21, khu vực này quay trở lại trạng thái mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ duy trì mức từ 19 cho đến 31 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi, ít mưa và ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tiếp tục dao động quanh mức từ 32 cho đến 34 độ. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên trong ngày hôm nay cho đến ngày mai, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động. Bên cạnh đó, mưa dông cũng có khả năng xảy ra rải rác. Các tàu thuyền hết sức lưu ý tránh ra khơi vào thời điểm này. Sau đó thì đới gió Đông Bắc có xu hướng giảm dần xuống mức cấp 5, mưa xảy ra ít, tầm nhìn xa trên 10 km. Song sự xuất hiện của sương mù vào đêm và sáng có thể làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1 km trong sương mù. Trong khi đó thì khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió cũng chuyển dần sang hướng Đông Bắc mạnh cấp 5 trong ngày 19. Sang ngày 20 và ngày 21, khu vực này sẽ hình thành đới gió Đông Bắc đến Đông giảm xuống ở mức cấp 4, cấp 5. Lưu ý khu vực phía Nam có mưa dông rải rác vào lúc chiều tối và đêm, khiến cho tầm nhìn xa giảm chỉ từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc lại đón thêm một đợt gió mùa Đông Bắc. Do vậy, thời tiết trên toàn Bắc Bộ có sự chuyển biến khá rõ rệt. Trời nhiều mây, xuất hiện mưa và gió mạnh trong ngày hôm nay, đặc biệt là ở vùng ven biển, đới gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Bên cạnh đó nên nhiệt độ giảm sâu, trời rét. Từ ngày 20, thời tiết có khuynh hướng tốt hẳn lên, mưa diễn ra ít và ngày hứng nắng. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết không có nhiều biến động, mưa hầu như không xảy ra, ngày trời nắng và nền nhiệt độ không quá gay gắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!